ta ăn buồn theo ấm chân nghe lòng vàng dư âm đâu đây nhắc nhớ một người ngày xưa hai đứa đẹp đôi giờ đây khi có mình tôi lạnh lùng hàng cây im đứng buồn. Xin chào tất cả các anh nhá. Chào mừng toàn thể có quay trở lại kênh Đặng Tín Audio ngày hôm nay. Và tiếp theo video thì ngày hôm nay đây, em Đặng Tín Audio có 3 chiếc đẩy ETC KH1400, một phiên bản đẩy cao cấp nhất 4 kênh 1400W phiên bản màn hình nhá, 4 kênh của ETC. Thì cái lô này trước không lâu vừa rồi em về được 60 cục, thì đã bán hết sạch rồi. Thì ngày hôm nay bên giao hàng nó họ hoàn về bất 3 chiếc đây. Đấy, có 3 ông khách bắt đặt cho sang mồm đây. Thì ngày hôm nay em sẽ bán chiên cho 3 bác nhanh tay. Đấy, bực mình em bán luôn. Bán chiên một giá rất là tốt cho bác nào nhanh tay sở hữu dòng đẩy ETC 4 kênh 1400W này, bản cao cấp nhất nhá. Thì bác đã biết rồi, với cái dòng này đã bán bác quá nhiều số lượng, 2000 chiếc đẩy 4 kênh đã được bán ra thị trường, không biết rồi. Nó quá chất lượng hàng chính hãng, đánh là full dây súp hơi, bác làm sâu sự kiện lớn kẹo kéo và gia đình con này quá ổn định rồi. Phiên bản màn hình cao cấp nhất nhá, 1400W một kênh. Cảm ơn anh em hoan hình ủng hộ cho mình like nhá, bác nào chưa like ủng hộ cho mình like nào và nhớ đăng ký kênh em nhá. Và đúng 3 chiếc của 3 bom hàng đây. Rồi bây giờ giới thiệu chi tiết cụ thể lại ruột gan mà sẽ báo giá các bác nhá. Một mức giá rất là sốc luôn. Quá các cùng hãy xem video nhá, tránh trường hợp tua nhá, em sẽ báo giá của video các bác nhá. Đây. Thì đằng sau đây có 4 đường nhập vào này. 4 đường link tín hiệu. Đầy đủ có gà xít tia barrel, có đường giao loa bằng giao vặn và giao đông trích, đầy đủ và dây nguồn này. Rất lớn nên có yên tâm về độ chịu tải nhá. Đấy. Và bông chiêm ngưỡng ruột gan này. Dòng này thì quá chất rồi. Nguồn này đỏ au nhá, nguồn con này 22 phân nhá, 20 đến 22 phân, rất lớn luôn. Và nói rồi đây là phiên bản cao cấp nhất, các biết rồi, à, sử dụng 24 tụ, bản cao cấp nhất chạy 24 tụ LC luôn. Còn thường có mua ngoại trường dòng để 4 kênh nó chỉ chạy 12 đến 16 tụ thôi, nhưng phiên bản cao cấp nhất là chạy 24 tụ của LC, mạch KH, sò trường NGVK, đấy, hàng chính hãng nhập khẩu của LC luôn, tất cả nguyên zin nguyên hộp hết bảo hành 1 năm. Và chạy búng và gió con này tất cả là sò trường này, và con này chạy tổng cả bù áp và sò chính là 80 sò, em nói rõ luôn, chạy tổng cả bù áp và sò chính là 80 sò trường, 1400W một kênh. Anh em yên tâm đánh nó vun na dây súp hơi mà làm sâu sự kiện kẹo kéo và dùng gia đình quá yên tâm rồi. Đấy, em bán các bác 2000 chiếc đẩy ETC ra thị trường, nó biết là cái chất lượng rồi. Tiếng này rất là sạch sẽ và rất là hay nhá, bản cao cấp nhất luôn của ETC. Và những cái bản màn hình nó rất là đẹp luôn, và quan trọng nó là hàng chất lượng. Đây, bây giờ sẽ test lại chất âm và sẽ báo giá các bác, duy nhất 3 chiếc thôi. Đánh kênh 1, kênh 2 đi nhá. Bác nghe chất âm tiếng lời nó sạch sẽ nhá. Cuộc tình người thắng ta rất là sạch luôn. Đây, bảo vẫn trỏ nhá. Đây cứ tình xưa, ai dùng lời yêu dối lừa, hay tình đã biến tiền mua. Rất hay luôn. Đường về mình tôi lê bước buồn, dư hương vang lên tiếng hướng trầm thuyền, tình yêu đánh mất tầm tay, từ đây ta nhớ em nhiều. Dư hương vang lên tiếng hướng trầm thuyền, tình yêu đánh mất tầm tay. Rất là hay luôn, và em xin báo giá luôn. Đây có 3 chiếc của 3 khách bom hàng này. Và trước khi báo giá em rồi, em đơn vị đầu tiên bán đẩy không phải cọc nhá. Bác sẽ được nhận hàng kiểm tra thanh toán cả đây hàng bom. Em vẫn không phải cọc cho bác nhận hàng kiểm tra thanh toán. Tất cả nguyên hộp xốp hết bảo hành 1 năm. Và ngày hôm nay bác là chốt nhắn tin qua cho em, Vũ Phát là chốt đẩy KH1100. Bác lấy vô lòng hãy nhắn tin cho em qua số điện thoại này. Vũ Phát là chốt đẩy KH1100 giá 6.100.000 ngày hôm nay. 6.100.000 để bao ship một con đẩy 4 kênh bản màn hình 1400W kênh. Hàng chính hãng. Chốt đẩy KH1400 nhắn tin ngay cho em. 6.100.000 nhận hàng kiểm tra thanh toán. Em nói rồi, em đơn vị đầu tiên bán đẩy không phải cọc, các biết là cái sự uy tín rồi. Cho bác nhận hàng kiểm tra thanh toán, chốt đẩy KH1400 nhắn tin cho em. 6.100.000. Một chiếc đẩy 4 kênh ETC bản cao cấp 80 sò trường. Hàng nhập khẩu chính hãng bản màn hình nhá. Còn bác xác định mua ngoài thị trường những phiên bản như này ngoài thị trường không dưới 9 đến 10 triệu. Có lên mạng search. Có những nơi bán 10 triệu, hơn 10 triệu, có nơi bán 9 triệu rưỡi. Nhưng đến với Đặng Tín Audio chỉ có 6.100.000. Và quan điểm bán hàng với Đặng Tín là nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải là cọc. Bản cao cấp nhất chạy 24 tụ đây.
được chưa? Đây, góc của đầu tiên ra nó cực kỳ xứng đáng và duy nhất em có 3 chiếc này thôi, 3 chiếc thôi. Nên bác nào chốt một hãy nhắn tin qua số thoại này với cú pháp là chốt đẩy KH1400 là có nhân viên chốt đơn 6.100.000. Một chiếc đẩy ETC cao cấp chính hãng ETC. Rồi bác nào có nhu cầu thì hẹn ngay cho em nhá, 3 chiếc rồi coi nhá.